Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình chuyện cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình chuyện cuối tuần và hôm nay là episode thứ 39 để nói về tất cả những cuộc sống của người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ để khán thính giả ở khắp nơi, kể cả ở Việt Nam và một số người mới tới Mỹ sau này hiểu rõ hơn về cái văn hóa sống của người Mỹ gốc Việt ở tại Hoa Kỳ. Đó là cái chủ đích của chương trình chuyện cuối tuần của chúng ta. Quý vị, trong cái chương trình chuyện cuối tuần ngày hôm nay, tôi vừa nhận được cú điện thoại vào cách đây vài ngày trong lúc đang bận rộn công việc. Thì người gọi cho tôi là một tiền bối ở Houston, năm nay 76 tuổi. Và ông gọi cho tôi thì muốn tâm sự rất là nhiều, nhưng mà tôi cũng khá bận, do đó thì chỉ trả lời vắn tắt thôi. Thì sẵn sàng cái câu hỏi của ông, hôm nay tôi làm một cái đề tài về chuyện cuối tuần của chúng ta. Quý vị, ông gọi tôi và ông nói rằng: "Hey Phong ơi, chú hoang mang quá." Ông gọi bằng chú, nhưng mà thật sự thì tại vì tôi đã gọi ông ngay từ đầu bằng chú. Chú hoang mang quá, hỏi hoang mang chuyện gì? Nói là xưa nay thì chú vẫn có cái ý định là về Việt Nam nghỉ hưu. Tức là khi mà ông về hưu thì về Việt Nam sống những cái chuỗi ngày còn lại. Thì trong đó thì nhưng mà rồi thì có một số những cái tin tức mà chú cảm thấy hoang mang. Thứ nhất là có nhiều người bên đây khuyên chú không nên về. Và có nhiều người thì lại khuyên chú là lá rụng về cội. Thì mình tới tuổi già, mình trở về cái quê cha đất tổ, đại khái như vậy. Thì chú rất là hoang mang, bởi vì chú không có biết được là bên đó tình hình như thế nào. Mặc dù đã có đôi ba lần chú đi Việt Nam rồi chứ không phải không, nhưng mà tình hình mỗi lúc mỗi khác đi thì không biết được. Thì Phong cho chú lời khuyên. Thì thật sự quý vị, tôi rất là bận. Thì cái chuyện này là chuyện cá nhân nữa. Tuy nhiên thì tôi vẫn nói với ông rằng là thì chú phân tích và chú tự xét lấy cái hoàn cảnh của mình và cái ý muốn của mình như thế nào, tùy theo chú. Nhưng mà ở đây thì con không có ý kiến, tại vì cái chữ lá rụng về cội nó đã chặn hết tất cả những cái ý kiến của con rồi. Khi mà dùng cái chữ lá rụng về cội thì quý vị, do đó thì khi mà ông đặt câu hỏi với tôi thì tôi chỉ có thể trả lời như vậy thôi. Tuy nhiên thì từ câu hỏi của ông có thể tôi sẽ làm một cái đề tài và trong đầu của tôi đã nghĩ tới và nói về cái câu chuyện là nếu về hưu ở Mỹ, sống ở Mỹ hay ở Việt Nam. Quý vị, đây là một cái câu hỏi mà rất nhiều người lớn tuổi đang cân nhắc. Họ cân nhắc là bởi vì thật sự quý vị, nếu quý vị đang ở California, nếu quý vị đang ở New York và ở Illinois thì hầu hết 80% những vị này, 80% những vị này đều quyết định sẽ về Việt Nam ở, bởi vì thứ nhất là họ quan niệm chi phí rẻ. Chi phí ở Việt Nam rẻ hơn. Thứ hai là bên đó khỏi cần dùng tiếng Anh, mệt lắm. Tiếng Việt cho nó thoải mái. Thứ vậy. Và thứ ba là họ cũng bị một phần các cái hình ảnh mà những cái nơi đẹp đẽ mà sau này Cộng sản xây dựng lên. Thì quý vị, họ cũng bị một phần cái sự tuyên truyền này để họ muốn rằng là họ muốn về ngắm lại cái quê cha đất tổ của họ sau một thời gian dài họ đã rời khỏi Việt Nam. Thì quý vị, đây là cái ý niệm của những người đó. Và cái câu đầu tiên vẫn là lá rụng về cội. Tại vì họ cho rằng là lúc về già thì trở lại cái mảnh đất sinh ra mình vẫn tốt hơn. Thì đây là cái ý nghĩ chung của nhiều người. Tuy nhiên thì có những người thì họ suy nghĩ khác. Sau một thời gian sinh sống tại nước Mỹ thì họ suy nghĩ khác. Nếu quý vị ở California, ở Illinois, tức là ở Chicago hay ở New York, thì tôi nghĩ rằng là đa số họ đều muốn về Việt Nam, bởi vì họ cân nhắc cái chi phí đời sống hàng ngày quá mắc mỏ. Tuy nhiên quý vị, để mở rộng ra thì ngược lại, tôi lại thấy rằng là nếu mà dùng chữ lá rụng về cội, tức là cái này cái ý niệm từ ở trong cái suy nghĩ truyền thống, thì coi như mình không còn ý kiến gì nữa. Không còn ý kiến gì nữa. Nhưng nếu đưa lên bàn phân tích và một cách gọi là thực tế nhất, thì tôi nghĩ rằng quý vị nên suy nghĩ lại. Nhất là những quý vị đang ở những cái nơi mà được xem là có chi phí mắc mỏ vô cùng. Quý vị từ California cho tới Chicago, cho tới New York,
những cái nơi này là được xem là những cái nơi giá cả mắc mỏ, từ tiền xăng, thực phẩm cho tới thuê mướn nhà ở nhà, vân vân. Quý vị, tôi đặt hai trường hợp. Nhất là những vị hưu trí, về già thì cái tiền hưu trí không có bao nhiêu cả. Có người tùy theo cái lúc mình làm lúc trẻ là bao nhiêu tiền thì mình đóng bao nhiêu thuế, thì về già nếu mà mình về hưu sau 67 tuổi lãnh full á, nếu mà về hưu sớm thì đương nhiên quý vị sẽ bị khấu trừ lại. Thì cái tuổi hưu trí bên Mỹ là 67 tuổi, thì nếu mà quý vị sau 67 tuổi về hưu thì cái tiền hưu trí của quý vị nó sẽ được lãnh full, còn nếu về sớm 62, 65 thì sẽ bị khấu trừ lại. Thì cái tiền hưu trí tùy theo cái mức lương của vị làm lúc trẻ đóng bao nhiêu thì cái tiền hưu trí đó nó sẽ theo cái phần trăm đó mà lên. Do đó tôi không thể nói được là bao nhiêu cả, nhưng mà ở độ khoảng từ 1.000 mấy cho tới 2.000 mấy một tháng thì họ cảm thấy rằng với cái tiền này không có đủ chi phí. Tuy nhiên quý vị, giống như tôi nói là nếu quý vị bỏ California, New York, những cái nơi mắc mỏ này ra, quý vị về những tiểu bang miền Nam hay là những tiểu bang miền Bắc thì chưa chắc rằng là ở Việt Nam tốt hơn và rẻ hơn ở những nơi này. Có thể nói như vậy. Tôi lấy ví dụ, ở Việt Nam bây giờ trung bình một cái chung cư mà quý vị mua đó ở Việt Nam đó thì bây giờ giá cũng từ 2 tỷ cho tới 5-6 tỷ tùy theo cái vị trí nó nằm ở đâu. Nếu nó nằm ở ngoại ô của Sài Gòn thì nó ở khoảng độ 2 tỷ, 3 tỷ gì đó hay 4 tỷ. Còn nếu nó nằm trong trung tâm của Sài Gòn thì đương nhiên cái giá nó mắc hơn, lên có khi cả chục tỷ, tùy theo cái chung cư đó nằm ở khu vực nào. Thì quý vị, đây là cái giá mà theo tôi được biết nếu quý vị mua một cái chung cư. Thì quý vị, nếu quý vị ở California, ở New York thì điều này không mơ tưởng được, tại vì giá cả nhà ở đây mắc. Nhưng nếu quý vị về những tiểu bang miền Nam, giống như tôi nói, từ Arizona, New Mexico, Texas, Biloxi hay là Louisiana, Florida v.v. tùy theo quý vị thích ở rừng, ở sa mạc hay ở biển. Ở biển thì về Florida. Ok. Hay là Houston cũng có biển, chỗ tôi ở cũng có biển. Thì hay là Biloxi cũng có biển. Thì còn nếu quý vị muốn cái không khí khác biển, ở trong những cái ranch, tức là những cái nông trại, hoặc là những cái khu vực mà có được cái đất lót đất lớn mà rẻ, thì Arizona hay là New Mexico vân vân. Còn nếu quý vị muốn có cảnh trí đẹp, hùng vĩ, đẹp, rừng nhiều, những tiểu bang ở phía Bắc từ Montana cho tới Idaho, Wyoming, những nơi này là cái những nơi. Tuy nhiên thì mùa đông thì đương nhiên nó phải lạnh hơn rồi, nhưng mà những cái tiểu bang miền Bắc thì có những cái cảnh trí rất là đẹp, hùng vĩ. Thì quý vị, thật sự giá cả ở những nơi này không cao. Ví dụ một cái condo ở Sài Gòn, tôi nói là giá ở Việt Nam đi, từ ở ngoại ô của Sài Gòn đi cho tới những cái khu vực mà được xem là trong trung tâm Sài Gòn đi, thì ít nhất cũng 2-3 tỷ cho tới 2-3 tỷ cho tới 10 tỷ tùy theo quý vị mua ở khu vực nào. Thì quý vị, 2-3 tỷ có nghĩa là tính theo cái tiền Mỹ đó là 100.000 Mỹ Kim. 100.000 Mỹ Kim trở lên. Ok, quý vị mua được một cái condo. Trong khi đó, tại Houston tôi ở nè, ngay tại cái vùng tôi ở nè, thành phố Houston nè, nơi có 250.000 người Việt ở sinh sống nè quý vị, ngay tại khu Bel Air luôn, khu cộng đồng Việt Nam luôn, nếu quý vị mua một cái condo một phòng ngủ hay là hai phòng ngủ tối đa thì cái giá của nó có 60-70 ngàn. 60-70 ngàn cho một cái condo một phòng ngủ. Tôi không nói là một cái nhà. Một cái nhà thì 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm thì nó trị giá 200-300 ngàn, 300-400 ngàn. Ở dưới Bel Air, cái khu vực Việt Nam đó, nhiều khi nó mắc. Nhưng để mua một cái condo thì giá chỉ có khoảng chừng vài chục ngàn thôi. So với ở Việt Nam, quý vị mua một cái condo, tức là một cái chung cư, giá nó như thế nào? Tôi mới nói là cái giá cả nhà thôi. Ok, rồi cái thứ hai, quý vị, giá cả ở những nơi này nó rẻ hơn Việt Nam. Từ giá xăng, đó, ở Houston tôi đang ở, giá xăng bây giờ 2 đồng mấy, 3 đồng cho một gallon xăng. Trong khi đó, một gallon xăng là 4 lít. Thì bây giờ quý vị lấy cái đó, quý vị nhân với cái tiền xăng quý vị đổ ở Việt Nam, nơi nào rẻ hơn? Nơi nào rẻ hơn? Ok quý vị. Còn thời tiết thì không nói được. Thời tiết ở Việt, ở Houston, nó cũng là cái khu của dưới đường xích đạo, nó là cái khu nóng. Ở Texas, ở những tiểu bang miền Nam, thì ở Việt Nam cũng vậy. Ở Việt Nam cũng là cái khu ở dưới đường xích đạo,
thì nó nóng hơn, trên đường xích đạo thì nó lạnh, nó có tuyết, nhưng mà dưới đường xích đạo thì nó nóng hơn. Thì quý vị, và cái nóng tùy theo mình thôi, cái thời tiết thì tôi không nói được. Tuy nhiên thì quý vị, đó là cái mà tôi so sánh đối chiếu về cái chi phí hàng ngày. Và ở bên đây thì quý vị, nhiều người nói với tôi là về Việt Nam có bạn bè, có bạn bè đông. Quý vị nói cho tôi nghe đi, dân số Việt Nam bây giờ 65%, 65% là dưới 35 tuổi. Cái thế hệ của 70 tuổi trở lên, quý vị còn được bao nhiêu bạn ở Việt Nam? Một phần thì đã đi ra nước ngoài định cư, phần thì đã qua đời. Cái thế hệ 70 tuổi trở lên không còn bao nhiêu cả. Nếu quý vị nói bạn bè đâu, đó là điều thứ nhất. Còn nếu quý vị ở California thì nó tương đối sướng hơn, là bởi vì có bạn bè ra rủ nhau ra quán cà phê mỗi cuối tuần, mỗi buổi sáng. Nhưng quý vị, chúng ta đang sống trong cái thời đại mới rồi. Thời đại này không cần ngồi quán cà phê để gặp bạn. Quý vị ngồi ở nhà trên Facebook pha một ly cà phê vẫn gặp bạn qua Facebook, qua Platform X, qua Viber hay Skype thì vẫn gặp được bạn. Ngay cả bây giờ nếu một quý vị ghé Bonsa mà ngồi uống cà phê thì bốn ông ngồi chung một bàn, mỗi ông cầm cái phone. Mỗi ông cầm cái phone cũng ngồi coi toàn là Facebook với những cái YouTube này nọ không à. Có ngồi nói chuyện với nhau đâu. Lâu lâu tán câu thôi. Vậy thì gặp gỡ bạn bè ở những cái nơi mà được xem là California thì nó được cái lợi đó. Nhưng mà thật sự, trên thực tế quý vị ngồi xuống quán cà phê bây giờ, thời đại này, thì ông nào cũng cầm cái phone, iPad hay là tablet để coi những cái chương trình Facebook hay là YouTube hay là nói chuyện với bạn ở xa. Thì quý vị, nên do đó cái vấn đề nhu cầu bạn bè trong cái giai đoạn này nó không cần thiết nữa. Là bởi vì nó có nhiều cái phương tiện để quý vị có thể gặp bạn bè mà bất kỳ ở chỗ nào. Ở bên Mỹ nói chuyện bên Úc, bên Âu Châu, whatever. Thì quý vị, cái thời đại này nó khác rồi, nó không giống như cái thời đại trước. Thì quý vị, cái nhu cầu gặp bạn bè nó cũng rất là dễ dàng. Do đó, thứ nhất là không cần phải ở một cái nơi mắc mỏ. Thứ hai là thật sự ở cái tuổi 70, quý vị còn được bao nhiêu bạn ở Việt Nam? Ok, rồi bây giờ nói về danh lam thắng cảnh. Quý vị nói là, ồ tại vì mình đã ở Việt Nam ngày xưa nhưng mà không có dịp đi thăm hết Việt Nam. Quý vị có thể đi du lịch được, nhưng chọn ở nó khác. Khi quý vị đi du lịch một vài tháng để biết được tất cả danh lam thắng cảnh thì dễ lắm. Nhưng mà chọn ở luôn thì câu chuyện nó khác. Bởi vì quý vị đang sống dưới luật lệ của một nước khác, nhất là nước Cộng sản. So với một cái đất nước mà tự do, ở bên đây quý vị có đầy đủ quyền lợi, đầy đủ cái quyền của mình. Thì quý vị đưa lên bàn cân, mình thấy so sánh nó khác nhau. Nó khác nhau rồi. Chưa kể chi phí đời sống. Ở Việt Nam bây giờ chi phí đời sống bước ra là tiền. Bất cứ một cái gì cũng tính thành tiền hết. Còn bên đây, quý vị bước ra nhiều khi cả tuần lễ quý vị không xài một đồng nữa. Có nhiều quý vị lớn tuổi cả tuần lễ không xài một đồng nữa. Lý do, bảo hiểm thì có chính phủ lo. Y tế, food stamp, tức là cái chương trình thực phẩm. Những vị lớn tuổi mà có lợi tức thấp thì được hưởng những cái chương trình của chính phủ về thực phẩm. Thì quý vị, người ta giao đồ ăn tới tận nhà cho quý vị luôn. Rồi quý vị, ở nhà thì được housing. Nếu là những quý vị có lợi tức thấp thì được chính phủ cấp cái tiền housing, không tốn nhiều. Ví dụ bây giờ ở California đi, bây giờ thuê một căn phòng, thuê một cái apartment, một căn phòng thì bây giờ tròm trèm lắm cũng từ 1.500 cho tới 2.000 đô la. Thì cái tiền housing mà chính phủ tài trợ có khi 1.200 cho tới 1.600, thì quý vị chỉ bù vô có 1-200 thôi, có vài trăm thôi. Mà quý vị có cả một cái căn chung cư đầy đủ, một phòng ngủ, một phòng tắm, có phòng khách, có bếp núc đầy đủ. Hoặc là quý vị có thể vào những cái ghi danh vào những cái viện dưỡng lão, nursing home. Nơi đó là quý vị có chỗ ăn, chỗ ngủ, những cái chung cư dành cho người lớn tuổi. Thì không những có chỗ ăn, chỗ ngủ mà còn có cả y tá túc trực tại chỗ để mà chăm sóc y tế cho quý vị. Những cái nursing home hay là những cái chung cư nó gọi là senior, nó gọi là chung cư dành cho người senior, là người cao tuổi đó. Thì họ có đầy đủ á.
những phúc lợi đó quý vị có đầy đủ hết. Nếu quý vị đi qua một quốc gia khác, tôi không nói Việt Nam, quý vị được hưởng những phúc lợi này không? Chưa chắc. Tại vì quý vị đâu phải là công dân của nước đó. Quý vị không được hưởng bất kỳ một phúc lợi nào hết. Mà trong khi ở Mỹ đầy đủ, bất kể quý vị ở tiểu bang nào, thì cái chương trình phúc lợi của liên bang đều cấp đầy đủ. Thì có những tiểu bang, liên bang cho một phần, tiểu bang cho một phần. Có những nơi tiểu bang không cho, chỉ có phần của liên bang thôi. Nhưng nó, cái căn bản của nó vẫn đủ cho quý vị sống được. Đây là tôi đưa lên bằng cân để cho quý vị cân thôi. Chứ tôi không nói tới cái khái niệm về lá rụng về cõi, cái đó là coi như nó chặn hết rồi. Nếu mà quý vị có khái niệm đó thì tôi chịu thôi. Tức là nó chặn hết tất cả những cái sự phân tích rồi. Nhưng nếu đưa lên phân tích, thì quý vị về hưu, quý vị rời khỏi những cái nơi đắt đỏ đó, đi về những cái khu vực mà được xem là nhàn nhã hơn. Nhàn nhã hơn. Như là Texas, hay là Arizona, Louisiana, Mississippi, hay là Florida. Hay quý vị có thể đi ngược lên những cái cảnh núi rừng hùng vĩ đẹp là ở phía Bắc. Ở Mỹ này, ở phía Nam đó, thì sa mạc và cây rừng nó thấp. Còn ở những cái khu vực miền Bắc thì đồi núi nhiều, sông lạch nhiều nữa. Nó có những cái cảnh trí rất đẹp cho quý vị. Nếu quý vị muốn về hưu, đừng nói chi xa. Bây giờ tôi không nói ở California, đi về miền Nam đi. Ví dụ California, quý vị ở San Francisco, ở San Jose đi. Quý vị đi ngược lên hướng Bắc thôi, qua tới Oregon thôi. Mặc dù nó là những tiểu bang Closex đó, nhưng giá cả đã rẻ hơn rồi. Và Oregon thì cảnh rất là đẹp, màu xanh mà. Hay là ở trên Washington State thôi. Cái đó nó gọi là Washington State, nó gọi là Evergreen State mà. Thì quý vị, nơi đó 6 tháng nắng, 6 tháng mưa. Thì chỉ mưa nhiều một chút thôi. Nhưng mà cái đời sống nó nhàn nhã và có những cái cảnh trí quý vị thích hợp. Và nhất là ở Mỹ này tôi nói quý vị đi hết, chưa hết nước Mỹ, quý vị chưa biết được. Có những cái nơi, có cái văn hóa khác và chúng ta cảm nhận được rất nhiều những cái hay của những cái văn hóa địa phương. Từ ở tiểu bang này qua tiểu bang khác là cái văn hóa khác nhau rồi. Từ New Mexico qua tới Texas nó đã khác nhau. Từ New Mexico qua tới Arizona khác nhau. Từ California lên tới Nevada đã là khác rồi. Mỗi một nơi đều có cái văn hóa sống khác nhau cả. Và tùy theo mình chọn thôi. Chưa chắc bên Việt Nam đã rẻ hơn. Mà khi về bên đó, lỡ như ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, tức là cái tuổi trên 70, thì quý vị ở cái tuổi này có ai không bệnh hoạn? Ít nhiều gì cũng bệnh hoạn. Lúc bệnh hoạn thì ở đâu chăm sóc y tế? Trong khi ở Mỹ quý vị có đầy đủ. Quý vị đi làm, quý vị về hưu, thì tất cả những cái dịch vụ cần thiết của một người bình thường ở Mỹ sau khi quý vị hưu trí đều được cấp đầy đủ. Đó là tôi nói những người lợi tức thấp. Còn những người mà có khả năng, họ mua một cái chung cư ở Texas, họ ở thoải mái, không cần trả, thì cùng lắm cái tiền land lease đất không có bao nhiêu cả. Còn nếu mà muốn thoải mái hơn, đó giống như cái hôm trước tôi có nói quý vị đó, nhà tôi nó có cái highway 6 chạy về hướng biển, thì quý vị chạy khoảng chừng nửa tiếng thôi. Thì quý vị, có những người Mỹ họ mua những cái lot đất nhiều khi có nửa acre thôi. Nửa acre thôi. Một cái lot đất nửa acre là lớn lắm. Nhà tôi nhà 1/4 acre thôi. Mà ở dưới đó là nửa acre. Rồi cái miếng đất đó họ mua cách đây khoảng chừng 5-7 năm gì đó. Họ mua có 5-6 ngàn đô la thôi. 5-6 ngàn đô la cho một cái miếng đất đó thôi. Xong rồi cái họ mua cái mobile home cũ. Họ về họ lắp lên đó. Cái mobile home cũ ở đây bán chừng chục ngàn à. Đâu có giống như cái mobile home ở California 100-200 ngàn đâu. Ở đây nhiều khi cái mobile home cũ, nó trong đó nó cũng có cái phòng khách, có phòng ngủ cho quý vị, có nhà tắm, đầy đủ. Thì nhiều khi nó bán quý vị có chục ngàn à. Rồi quý vị thả về vài con gà, con vịt vô đó là nó thành đất nông nghiệp. Thì quý vị không đóng tiền thuê đất. Không đóng tiền thuê đất. Tại vì thuê đất, thuê nông nghiệp rất là rẻ. Đó, cái miếng đất mà tôi mua cho Ngô Tuấn Kiệt. Tôi giúp cho Ngô Tuấn Kiệt mua miếng đất đó. 98 acre. Tức là gần 100 acre. Mà tiền thuê đất một năm có 1.500.000 à. Tại vì đất đó đất raw land, nông nghiệp. Thì nếu mà quý vị mua những cái khu vực mà nó phát triển thì đương nhiên cái thuê đất nó cao. Nhưng quý vị mua những cái khu vực mà gọi là nông trại, đất farm, tức là đất nông nghiệp đó, thì nó không, tiền thuê đất nó không mắc. Mà nhà nhã. Rồi ở đây quý vị, các chính quyền của tiểu bang, liên bang bây giờ họ có dịch vụ cung cấp miễn phí điện, internet
cho quý vị luôn. Tức là những cái khu vực nông thôn, những cái khu vực này đó, thì họ được cung cấp miễn phí luôn, khỏi tốn tiền nè. Thì quý vị, do đó quý vị còn lo gì về đời sống nữa. Y tế sau khi về hưu trên 67 tuổi thì có cái dịch vụ y tế của chính phủ, có cái dịch vụ y tế của chính phủ thì quý vị cũng đâu có tốn tiền đó. Do đó quý vị đưa lên bàn cân, về Việt Nam quý vị nói là rẻ, thật sự nó rẻ hơn hay không chưa chắc. Và thứ hai nữa là thực phẩm, tại vì á quý vị đi Việt Nam chơi đôi ba tháng không sao hết, muốn ăn gì cái gì ngon là cứ việc ăn thoải mái. Nhưng quý vị ở năm này qua tháng nọ thì nó khác, tại vì thực phẩm ở Việt Nam nó không an toàn do cái hệ thống cai trị nó lỏng lẻo, cái tham nhũng nó nhiều ở trong cái cục quản lý, cho nên những cái thực phẩm mà có những cái chất độc nó lọt vào trong thị trường. Những chất độc đó không phải quý vị ăn bữa hôm nay ngày mai quý vị chết, không phải vậy. Vậy nó là cái chất độc nhẹ, nó ngấm từ từ, quý vị ăn từ năm này qua tháng nọ nó dồn lại, thì cho nên là sức khỏe quý vị bị suy kém, không phải do thời tiết mà sức khỏe quý vị bị không chịu nổi những cái chất độc đó. Nó không phải là cái chất độc giết liền đâu, nó từ từ thôi. Bởi vì tại sao bây giờ tuổi thọ bên Việt Nam bị giảm xuống là do những cái thực phẩm đó. Cho nên ở Việt Nam sáu mấy tuổi là đi hết rồi, sáu mấy 70 tuổi là đi hết rồi, là do cái hệ thống thực phẩm, cái hệ thống quản trị thực phẩm nó không an toàn. So với xứ Mỹ, ở Mỹ này thực phẩm rất là an toàn. Thì quý vị cân đo đong đếm, quý vị tự có được cái quyết định. Nếu mà quý vị nói với tôi là về Việt Nam thì quý vị phải suy xét lại cái hoàn cảnh của mình và cái ý muốn của mình. Nếu mà quý vị dùng nó, ôi tao già rồi, bây giờ tao chỉ muốn về quê cha đất tổ, gần gũi với lại mồ mả tổ tiên, ok, quý vị nói câu đó tôi không có ý kiến, tôi không có ý kiến. Nhưng nếu để đưa lên bàn cân về vấn đề khác, tức là thực tế cuộc sống, muốn cho về già mình có cuộc sống nhàn nhã hơn, không lo lắng, không lo ngại, không lo gì cả, thì quý vị, nếu quý vị ở California, ở New York thì đương nhiên quý vị phải chạy cơm từng bữa nữa, mặc dù về hưu, tại bởi vì chi phí ở đây quá cao, mà chính phủ có tài trợ housing đi nữa cũng không đủ nữa, tại vì cái giá mướn mắc. Còn quý vị về những cái tiểu bang giống như tôi nói, từ Nevada qua tới những cái tiểu bang khác, thì quý vị, cái chi phí nó rất là nhẹ, quý vị không có bị stress đời sống nữa, không bị stress nữa. Còn những người mà có khả năng tài chính thì không cần đi thuê, không cần đi thuê mà có thể mua một cái condo, còn có khả năng hơn thì mua một căn nhà hay mua một cái ranch, thì quý vị cũng đâu vào đó mà quý vị không cần phải lo lắng. Thì vui chơi giải trí lúc tuổi già thì mình có thể đi qua từ tiểu bang này qua tiểu bang khác, có nhiều cảnh trí đẹp, có nhiều cái nơi mà quý vị chưa tới. Và ở những sinh hoạt, ở những cái khu vực mà được xem là đông đảo người Việt đó quý vị, thì cái sinh hoạt vui chơi giải trí là cái gì? Cũng chỉ là quán cà phê, ăn nhậu, hát karaoke và đi dự mấy cái tiệc của mấy cái hội đoàn thôi. Nhưng khi quý vị về những tiểu bang ở giống như ở miền Nam đi, thì nó có những cái sinh hoạt khác. Quý vị đã bao giờ tham dự chưa? Ví dụ như là những cái sinh hoạt lễ hội của Texas, từ đua chó, rồi cưỡi ngựa, rồi đấu bò, rồi nhiều cái lễ hội rất là vui, lễ hội thử bia thử rượu nữa, và cái văn hóa của họ rất là mộc mạc. Thì quý vị, nó cũng là những cái sinh mà nó được xem là healthy hơn, nó khỏe mạnh hơn, thậm chí là đi cắm trại, đi săn bắn, đi câu cá. Đây là những cái sinh hoạt ở những tiểu bang ngoài Cali và New York, tại vì những cái sinh hoạt này ở Cali, New York hiếm có. Còn những tiểu bang mà tôi nói, hay là quý vị lên miền Bắc, lên miền Bắc thì là bò vô mấy cái bộ lạc của người da đỏ, sẽ quý vị sẽ thấy được rất nhiều những cái sinh hoạt rất là hay. Thì quý vị chèo xuồng câu cá, hay là vô trong rừng đi săn heo rừng, hay là quý vị muốn đi cắm trại vài ba ngày, rồi quý vị còn có nhiều cái sinh hoạt lễ hội rất là vui. Thì quý vị, lúc về già mình cần cái gì? Mình cần sức khỏe, mình cần cái sự nhẹ nhàng trong cuộc sống, thì quý vị chọn lựa.
chọn hưu trí ở nước Mỹ này hay chọn hưu trí ở Việt Nam. Quý vị, đây là một trong những cái điều mà nhiều người nói với tôi, thì tôi chỉ đưa một cái bài phân tích nhẹ nhàng cho quý vị thấy thôi. Ok, ngay cả gia đình của tôi, bây giờ quý vị bảo tôi về Việt Nam tôi không về. Thậm chí là vừa rồi chị tôi mang hài cốt của thân mẫu tôi, và tôi chuẩn bị mang hài cốt thân phụ tôi qua Mỹ luôn. Tại vì để bên đó con cháu sao đi cúng, con cháu bên Mỹ hết rồi. Con cháu bên Mỹ hết rồi, tôi phải đưa hài cốt thân mẫu của tôi và thân phụ của tôi qua Mỹ để mình cúng bái bên Mỹ. Thì quý vị, chính bản thân gia đình của tôi cũng vậy. Tức là mình chọn cái nào nó thích hợp. Chứ bây giờ mỗi lần con cháu phải đi về, bay tuốt về Việt Nam. Mỗi năm ngày giỗ là phải bay tuốt về Việt Nam. Mà con cháu nhiều khi ở đây nó bận rộn, đâu có giờ đi đâu. Do đó quý vị, cân nhắc tất cả mọi thứ. Và nên nhớ rằng, khi quý vị về Việt Nam, quý vị đơn thân. Tại con cháu của quý vị ở Mỹ này nó không về. Nó bận rộn công việc ở đây, lâu lâu take vacation 1-2 tuần đi chơi thì được. Nó đâu có thể thường xuyên gặp gỡ quý vị. Trong khi đó quý vị ở bên đây thì nó còn tới thường xuyên được. Ngày lễ, ngày Tết nó còn tới với mình được. Còn nếu mà quý vị đi quá xa về Việt Nam, làm sao gặp được con cháu? Trong khi thân nhân quý vị ở Mỹ hết. Toàn bộ gia đình quý vị ở Mỹ hết. Thưa quý vị, do đó đương lên bàn cân tôi chỉ nói về những vấn đề này thôi. Để cho quý vị thấy rõ, để những quý vị lớn tuổi hỏi tôi trả lời rất thẳng. Tôi trả lời rất là thẳng. Nếu là tôi chọn về hưu bên Mỹ. Bởi vì có nhiều cái mình chưa biết. Có nhiều cái văn hóa ở những khu vực khác mình chưa biết. Có nhiều cái điều hay của nước Mỹ mình chưa biết. Và cái hệ thống y tế, cái hệ thống thực phẩm, tất cả đều tốt. Và nó không mắc hơn Việt Nam. Nếu quý vị ở Cali thì đương nhiên nó mắc. Nhưng nếu quý vị ở những tiểu bang khác, chắc gì mắc hơn. Nó còn rẻ hơn Việt Nam nữa. Còn bạn bè gặp nhau qua mạng xã hội, gọi một cái Messenger của Facebook, Viber, rồi Skype, tất cả đều có đủ cho quý vị mà. Thì vấn đề còn lại là quý vị cân nhắc thật kỹ để quý vị tự quyết định cho chính quý vị. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện của chương trình Chuyện Cuối Tuần ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!